Đạo sĩ Cát Huyền, ngày 9 tháng 9 năm 2008 và 3 tháng 3 năm 2009, tại Pháp. Thiền sư Đức Sơn, ngày 9 tháng 9 năm 2008, tại Pháp. Thật vậy à? Đúng vậy hả? Âu Lạc ở đây hả? Dạ, không còn ai khác à? Sao đồng chí mạnh giỏi à? Bác Hải lại nè. Very good. Con cháu bác Hải mạnh giỏi hết hả? Ok, sao hồi nãy giờ ngồi thiền ngủ gục được bao nhiêu ngày rồi? Muốn nghe kể chuyện tắm khám không? Yeah, save the world, huh? I'm vegan and green, huh? Request go green, save the planet. Nói tiếng Việt chứ hả? Quên rồi. Hôm qua mình đọc chuyện của ông mà. Ông thầy tu có cái bị đó. Cái bịch vải á, à, túi vải á. À. Bữa nay đọc chuyện bà thầy tu có cái áo vải. Hôm qua mình đọc mình thấy cái vị hòa thượng đó hả? Có người đi ngang qua hỏi ổng cái túi vải là cái gì? Cái ổng lấy cái túi vải ổng thả cái bịch xuống đất kìa. Tại sao vậy? Tại ổng không có lịch sự hay sao? À, nói nghe coi coi. Nó khai ngộ tới đâu rồi? Hả? À, cô mà có tóc mai đó, nói nghe coi. Mắt trí huệ che lại rồi, có nghe gì không? Người nào biết, giơ tay coi. Hả? Buông bỏ xả bỏ ha. Người nào nói nữa cho hai cục kẹo, nhớ rồi. Hả? Tôi hơi khùng. Được sao? Ê, tôi có nhiều đồ nặng quá hả? À, ông chưa khai ngộ giải thích chị uổng hả? À. Nói nghe đi má. À. Ừ. Ok. Người nào nữa? Đem cái giỏ lên coi coi. Có cái tên nào ăn được hai cục không? Đấy đó. Thank you. Tôi có hai cục kẹo đây, để đây. À. À, nói chung là cho ha. Để chỗ trái tim nữa chứ hả? Love, love. Dạ, yeah. À, túi vật chất hòa với đất luôn. Sao mà công án rồi cao kỳ quá vậy? Hai người nào đâu? À. Đừng tò mò cái vật bên ngoài. À. Tự tại không có thấy vật chất có nghĩa là gì? Có đó còn không có. Biết rồi. Giỏi lắm. Có tên nào mà đầu óc sáng suốt nữa đâu, nói nghe coi. Thôi, thôi bỏ hai cục kẹo đây xuống trở lại. À. Ôi da, người sao?
À, hai người nói giống giống nhau. Hay gì đâu mà rắc rối vậy? Không có gì, không có bưng bưng thì bỏ bỏ, ok. Hả? Ông thích ông làm vậy thôi. Ông thích ông làm vậy thôi. À, ai à, thì mỗi người nói cũng có một chút chút vậy thôi, nó gãi ở phía ngoài thôi. Chứ gãi bên trong không? Gãi ngoài áo á. Ok. Thì cái túi vải mà cũng phải hỏi cái túi vải là cái gì nữa. Ngu như vậy trả lời gì mà công. Bực quá thảy xương cho rồi, không? Ví dụ ngồi đây hỏi sư phụ cái hột đậu phộng là cái gì, không? Đây nè. À, ông đâu có muốn trả lời câu hỏi ngu. Ông liền xuống đó, cái túi vải như vậy thấy rõ ràng, ngồi đó còn hỏi nữa. Rồi lát nữa hỏi ông cái túi vải trong đó có gì, tại sao ông bỏ túi lên da ông chạy mất vậy? Tại sao? Sợ quá rồi. Đứng đó vòng ông hỏi lung tung, hỏi cái móng chân ở đâu, trong móng chân có cái gì hả? Rồi hỏi trên đầu có mấy cọng tóc, lăng nhăng mà không có chuyện gì làm hả? Đi tò mò tóc mạch, hỏi tầm bậy tầm bạ, mất công người ta nghe hỏi không cũng nực rồi. Dĩ nhiên là vậy đó ha, có nhiều người hỏi chuyện kêu mình vô duyên ha, cho nên ngài không trả lời là vậy đó ha. Tại vì ngày nào cũng có mấy người hỏi mấy chuyện lăng nhăng tầm phào tầm đấy, không có ăn nhầm gì tới tu hành, không có ăn nhầm gì tới vấn đề giải thoát hết, không có quan trọng gì cả ha. Như hỏi trên đầu tại sao tóc bạc vậy? Thế tôi già rồi tóc bạc hỏi làm gì? Rồi chân có mấy ngón, thấy rõ ràng vậy cô hỏi nữa. À, thí dụ vậy đó. Tại ra ông bực mình, nó đi cho rồi đi. Mấy người ngu quá vậy đứng mất công. Mà bây giờ ngồi đó giải thích cho nó làm gì? Đúng vậy đó. Thí dụ hỏi quý vị cũng phải đứng đó không? Đi cho rồi ha. Ừ. Hỏi cái tấm truyền đơn là cái gì vậy hả? Ok, không hiểu vậy, thôi dẹp. Ok. Ok. Ha. Hả? Coi thử có mấy trang nữa. Nhiều quá thôi, không thèm đọc. Mấy giờ rồi? Okay. Ok, đọc một hồi khỏi buồn ngủ nha. Ngồi đó ngáy cũng vậy thôi. Sao mà giỏi quá vậy? Mấy người ngồi giỏi thiệt ạ. Ngồi vậy mà cũng ngủ được. Chật chội nóng nảy vậy cũng ngủ tưng bừng hết. Giỏi hơn sư phụ á. Ngồi kiểu đó ngủ không được đâu. Ngủ thì tôi ngủ đàng hoàng, chứ không có ngủ cái kiểu đó. Có nhà thiền sư á, ổng tên là Đức Sơn. Vị này sáng lập ra một môn thiền kêu bằng Đức Sơn Tuyên Giám và Lâm Tế Nghĩa Huyền. Hai cái môn phái này được rất là nổi tiếng hồi đó ha, được rất nhiều thiền sư giảng dạy cái phương pháp đó. Đây là hai phương thức giáo dục rất là nghiêm khắc, để cho những đệ tử mà có thể đặt mình vào một tình trạng cực kỳ khốn đốn để mới ngộ đạo được, chứ không phải như đây tới đây ăn cơm đã rồi ngồi đó ngủ gục. Ok, để coi thử hai vị này nghiêm khắc tới mức nào. Hai vị thiền sư nói trên á là những bậc đại hiền đại đức vang danh thiên hạ lúc bây giờ. Đệ tử đến xin học đông vô số kể. Dĩ nhiên là những người theo học á đều biết quy luật của Đức Sơn trước. Mới vô á chịu ngay đánh 30 hèo mới được vô khỏi cái cửa. Chưa vô khỏi cửa đánh 30 rồi. Trời đất ơi, vậy đó hả? Làm sao ngồi được? Quýnh vậy rồi sưng làm sao ngồi? Trời ơi, gì mà nghiêm khắc dữ vậy? Chưa có ghi danh đã bị quýnh 30 hèo rồi mới được vô. Tức là đánh xong rồi mới được vô khỏi cửa. Không biết đánh mạnh hay đánh nhẹ đây ha. Ok, để coi coi. Wow, bữa nay mệt quá không thèm ăn gót cô gót nha. Đi chân đất cho nó khỏe. Đừng buồn tôi nha. Tại dòm bả bận quần áo đẹp quen rồi, bữa nay dòm bận quần áo này thấy không quen hả?
Ai không quen giơ tay lên coi coi. Đẹp hả? Được, coi như biết nói chuyện. Vậy thì bà đọc cho mấy chuyện cho nghe. Nói là hoàng quýnh 30 bọng. Ok. Chưa bước vào thiền đường đã bị 30 bổng rồi ha. Bây giờ khổ hình này có thể khiến cho một người yếu đuối uổng mạng như chơi. Trời đất ơi, quýnh dữ vậy đó. Thôi khỏi cần hỏi rồi. Này quýnh thiệt chứ không phải quýnh dừa đâu. Không phải là đập chơi cho vui đâu. Tính mà yếu là chết liền á. Wow. Người nào mà đến xin thọ giáo không những phải bị đòn đau đớn bằng gậy gộc mà còn bị hò hét vào tai khiến cho học trò tối tăm mặt mũi. Vậy mà đệ tử bốn phương vẫn kéo đến ùn ùn như trải hội. Mấy người này bị thích bị đánh đòn nha. Lý do tại sao? Tại vào thời đó hình như ai ai cũng có tinh thần muốn học đạo. Chính như vậy mà họ đã sinh ra một quả tim vô ngại, không chùn bước trước khó khăn nào. Wow. Vậy đó hả? Bây giờ mình phải mua cái gậy mới được. Wow. Đi học thiền trước khi vô đã biết là bị đòn như vậy đó. Mà đánh đau đớn còn ha la hét trong tay nữa. Vậy mà cũng chịu nữa. Wow. Mấy người này có tinh thần cầu đạo dễ sợ ha. Cầu đạo là gì biết không? Tinh thần cạo đầu. Ok. Thì hồi đó cầu đạo là đi cạo đầu mới đi vô được chứ hả? Đây là thiền sư không à? À. Rồi ok. Đứng trước hai hàng bổng hèo nghiêm túc và những vị thiền sư thực thi hình sự dữ dằn mà những người cầu đạo đã không ngại ngùng tiến bước, đủ chứng tỏ rằng tinh thần của họ rất vững vàng. I agree. So sánh với người thời nay có đầy đủ những phương tiện vật chất thì chắc chắn chúng mình không có một sự kiên trì như họ vậy. Có không? Ví dụ bây giờ sư phụ để hèo ở ngoài cửa kia, có ai vô không? Hả? Vô không? Thiệt không? Tôi không có nói giỡn đâu nha. À, mai thử chơi biết liền. Thôi quýnh chi cho nó mỏi tay. Để nghiệp chướng ngoài đó lăn lộn, đau khổ gần chết rồi. Vô đây đánh chi mới công ha. Đánh chi cho nó mang tiếng ác. Ở ngoài kia xã hội đánh đập ra lung tung rồi. Nhiều lắm rồi phải không? Cực khổ lắm rồi phải không? À, thôi vô đây ta tha cho. Nói về Đức Sơn á, thiền sư á, thì họ nói như thế này. Nếu mà muốn đắc đạo phải chịu 30 hẹo. Mà không đắc đạo cũng phải chịu 30 hẹo. Tại sao biết không? Tại vì ấy, chưa vô cổng đã bị 30 hẹo rồi. Thì vô đó có biết cái đắc đạo hay là không biết đâu, tùy mình chứ hả? À, cái 30 hẹo đâu có cam đoan là mình được khai ngộ đâu. Phải không? 30 hẹo để mà bước vô khỏi cửa thôi. Rồi vô đó rồi tính sao? Như vậy mà cũng chịu vô á. Nhưng mà cái ông Đức Sơn này ha, cái lúc mà còn trẻ, ổng là một người rất là phản kháng thiền tông. Ổng không có tin tưởng gì hết á. Ổng chỉ tin sách vở thôi. À, Kinh Kim Cang gì đó, ổng thích mấy cái đó đó. Ổng viết bình luận, nghĩa là tràn gian đại hải 5, 6, 7, 80 cuốn sách. Kinh nào cũng bình luận, kinh nào cũng đọc hết. À, ổng nghĩ rằng kinh điển là bậc nhất rồi. Cho nên thiền tông kiểu mà đốn ngộ bất chấp kinh điển giáo ngoại biệt truyền nữa hả, là ổng không có chịu đâu. Ổng ghét môn thiền lắm, ổng nghĩ là ngoại đạo. Mà
Tuyên giám thiền sư thì người họ Châu ở xứ Giảng, tỉnh Sơn Tây. Ông xuất gia và thọ giới từ thuở nhỏ, giới cụ túc tức là giới tỳ kheo đó, không phải là giới nhỏ nhỏ mà nguyên cả giới để mà trở thành tỳ kheo đó, thành đại đức hòa thượng. Thời thanh niên á, ông học qua rất nhiều loại kinh sách. Với trí nhớ phi thường và tài biện luận vô song, ông tự phụ là người quán thông kim cang bát nhã. Ông đã chú thích và giảng giải toàn bộ kinh sách này. Những lời chú giải của ông đã được ghi chép đóng lại thành sách và được đặt tên là Thanh Long Sơ Sào. Wow. Sách của ông trứ tác chất đầy một gánh. Vì vậy mà ông được thiên hạ tặng cho nhã hiệu là Châu Kim Cang. Wow. Tuy đã học thuộc lòng bộ kinh Kim Cang, nhưng mà Đức Sơn Thiền Sư á, lúc đầu đã tỏ ra phản đối Thiền Tông. Ông cho rằng người xuất gia ngàn kiếp học oai nghi, muôn kiếp học tế hạnh của nhà Phật mà vẫn chưa đủ đức độ để thành Phật, thì Nam Tông Thiền nói là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật liền á, ông cho là nói khoét, mà phải tu đời đời kiếp kiếp ha, mỗi đời tu một hạnh ha, mỗi kiếp tu một chút, nghĩa là 578.9.000 ức năm á may ra mới sách bình bát cho Phật, rửa dép cho Phật, ví dụ vậy đó đi ha, chứ chắc gì đã được thành Phật ha. Mà Thiền Tông á, ở bên Nam á, nói là kiến tánh thành Phật ngay ha, cũng như là tức khắc khai ngộ của cái bà Thanh Hải nào đó đó. Ông không chịu đâu. Ông nói không chịu. Không chịu. Cho nên á, ông nói rằng á, cái bộ Thiền Tông bên phía Nam là ma đạo chứ không phải là Phật đạo. Cho nên ông á, quyết tâm á, đi lên xuống miền Nam để mà khiêu chiến với mấy người đó ha. Khiêu chiến với mấy ma đạo đó ha. Dám nói là một đời thành Phật á, tức khắc khai ngộ đó ha. Immediate enlightenment ha. Ông không chịu. Cho nên ông quẩy mấy cái gánh mà kinh điển đó với những cái bộ mà sách mà ông bình luận đó đi xuống miền Nam để mà trừ ma, trừ ma vật đạo, bảo vệ sinh linh khỏi sa đọa vô trong ma giáo. Rồi, nói liền là đi liền. Ông này gông cùng mình, không sợ ai hết, một mình thôi mà quẩy gánh gian sang đi xuống đó với một lòng tin rất mãnh liệt vào những cái bộ kinh điển của nhà Phật và cái sự mà hiểu biết của ông ta. Ông nghĩ rằng chỉ có dựa theo kinh điển là đủ rồi, tôi tu từ từ, tức là mỗi đời đọc 1-2-3 bài kinh như vậy đó hả, hoặc là tu hành nghĩa là bố thí trì giới gì đó ha, lâu lắm triệu ngàn ức vạn năm gì đó may ra mới lóe ngộ một chút. Cho nên ổng từ trên ở Sơn Tây lãng lội xuống miền Nam, xách cái bộ mà kinh sơ sao của ổng xuống. Có một ông đó à, mà một lúc thì kêu Tuyên Giám, một lúc thì kêu Đức Sơn. Ôi xin lỗi nha, có một ông à. Nhiều tên quá, mất công quá à. Tôi có một tên mà người ta đã lẫn lộn rồi ha. Ông này có 2-3-4-5 tên. Thôi được, kệ nó đi, cho ổng đi. Ok, thì ổng quẩy cái gánh mà mấy chục bộ kinh điển của ổng đó với lại những cái bộ mà sách mà ổng viết ra đó. Tại sách của ổng viết ra lại đâu có ai hiểu gì đâu. Thì bỏ vô trong thư viện ha. Hoặc là đem dạy đến những cái trường học á. Mọi người đều kính trọng á. Tại vì ổng viết Trường Giang Đại Hải mà. Thôi kính trọng cho rồi đi, nếu không kính ông bắt đọc xuống mất công quá, dài quá đi. Người nào không hiểu cái kính trọng cho nó khỏe. Chứ nếu mình nói mình không hiểu, người ta cười mình, ta nói mình ngu. Thành ra mấy người không hiểu cũng nói hiểu, tốt quá. Trời ơi, công đức vô lượng. Tại bao nhiêu người tán thán ổng á, ổng mừng quá rồi, lên quá rồi. Ông nghĩ chứ mình không hiểu thôi, không ai hiểu hết. Mấy người mà Nam Thiền Tông là ma hết, ma giáo hết, ngoại đạo. Cho nên ông quẩy cái gánh mà kinh điển của ông đi xuống miền Nam. Địa điểm mà ông ghé lại lần đầu tiên là Long Đầm. Có một vị thiền sư kêu bằng Sùng Tín, lúc bấy giờ cũng đã lừng danh thiên hạ rồi. Ông nghĩ rằng
Nếu mà ông ở Long Đầm mà ông hàng phục được ha, chế ngự được cái ông sùng tính này á, thì bao nhiêu đệ tử hoặc là những thiền tự khác ở Nam Phương đều tan rã hết. Tại ông này một trong những vị nổi tiếng vô cùng. Nếu mà đánh bại ông này á, thì toàn Nam Phương khỏi đánh cũng tan hết. À. Cho nên khi ông đến chân núi Long Đầm á, ông ghé vô một quán trọ bên đường nghỉ chân một chút. À, định ăn uống cho no nê, nghĩa là sức lực đầy đủ rồi mới lên kia. À, đập phá cái chùa với những cái thiết lý tà ma ngoại đạo đó. Ừ. Thôi đi vô trong cửa quán thôi. À, Đức Sơn mới gặp một bà lão đang bưng điểm tâm cho khách. À, cái bà lão thấy ông quẩy một gánh sách đó, nặng nề quá đi. Tôi mới hỏi chứ chẳng hay ngài mang gánh sách gì mà nặng nề quá vậy. Đức Sơn đại y mừng quá, có người để ý thế mà sách của mình nhiều như vậy. Hồi đó muốn có một cuốn sách đâu phải dễ. Hồi xưa mình đâu có máy in. À, người ta muốn in sách người ta phải khắc từng chữ vô cái tấm gỗ hoặc là tấm đá đó. À, lâu lắm mà cái tiếng tàu nó cũng khó khăn nữa. Mà khắc từng nét từng chữ vô đó. Rồi cái in từng miếng như vậy. Chứ đâu phải như bây giờ bấm cái nút nó in ra một hàng loạt mấy ngàn quyển. Ví dụ vậy đó ha. Cho nên có được nhiều sách như vậy cũng là nghĩa là gồ ghề lắm. Thì nó không những là rất là tự đắc về cái kiến thức kinh điển của mình, và tự đắc vậy thì có nhiều nhiều sách nữa, tức là ta giàu nữa. À, giàu mới có mua sách được, hồi đó sách quý lắm, đâu có phải ai muốn mua cũng được đâu. Thường thường á, trong những thư viện của nhà vua mới có sách vở đầy đủ, còn dân thường á, muốn mua cũng khó khăn, đợi lâu lắm. À, đặt một cuốn sách chắc cũng cả năm mới có. Ok. Mà ông có nhiều lắm, nặng nề nguyên cả một gánh càng khôn ở trong á. Rồi cái bà già hỏi, ồ sách gì mà nặng quá vậy? À, ông Đức Sơn đắc ý lắm, trả lời rằng đó là tác phẩm chú giải kinh Phật có tên là Thanh Long Sơ Sào, do tôi trữ tác đây. tôi đây. Trời sướng quá ha. Có người thấy ổng có sách là khoái quá rồi. Ừ. Chắc đi đường mấy ngày nay chẳng ai hỏi han gì hết. Nhờ tới cái quán bà đó, bà này bà cũng mắt sáng sủa đó, mới dòm thấy sách của ổng thì nó mừng quá. Tôi đây, ok. Tôi đây là gì biết không? Bà già liền hỏi tiếp. Bà mà cái vườn làm bồi vậy mà. Chứ chưa chắc chủ quán nữa. Bà già mới hỏi, văn chương của ngài dùng để giảng dạy bộ kinh sách nào vậy? Đức Sơn trả lời tiếp, Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là một bộ kinh nổi tiếng mà. Có nghĩa là thường thường á, người ta nói Kinh Kim Cang là cao đẳng lắm, ít có người hiểu được. Còn nói gì chi mà đến chuyện bình luận Kinh Kim Cang nữa. Cho nên anh chàng này nghĩa là top rồi đó ha, số 1. Wow, chắc bà mới cười. Ha ha ha. Không, không phải vậy đó, chắc bà cười hề hề. À, có thể là bà cười. Không biết bà cười sao nhưng mà bà cười. À. Tại sư phụ hồi đó đâu có đó đâu, thành không biết bà cười làm sao. Nhưng quý vị cười làm sao? Nói chuyện mà cái kiểu mà lạc nhách như vậy mình cười làm sao? Hả? Hả? Khà khà khà. Hả? Cười sao? Ha 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 ha. Anh chàng này vô duyên quá hả? Nói chuyện lạc nhẽo như vậy thành là bà cười cái gì hả? Không phải bà thường đâu nha. Tiền sư Sùng Tính ở gần bên thì thế nào chắc cũng bả truyền tâm ấn rồi, phải không? Có pháp quán âm rồi, hả? À, có ID card rồi, hả? Mà giấu á, đâu cho không biết đâu. Rồi, à, bả cười kha kha kha. Ừ. Rồi cái bả nói rằng á, nhẹ nhàng thôi. Tôi á, tôi nhà quê. À, nhưng mà tôi cũng có đọc qua một chút kinh sách Phật. Ừ. Bây giờ ông cho tôi hỏi một câu. Nếu như ông mà giải thích được câu hỏi này á, thì bữa nay tôi cho ông ăn điểm tâm free of charge. Khỏi trả tiền. À, còn nếu mà ông không trả lời được á, thì sao? Hả? Phải trả tiền hả? Cái gì?
trả gấp đôi. Bỏ kinh lại. Bỏ kinh. Bỏ gì? Bỏ kinh sách lại. Đốt sách. Bỏ đi. Ê, sách trăm củi. Chú chờ mấy người sao mà ác. Ta mới tới chân ướt chân ráo mà đòi sách vở người ta viết cả mấy chục năm trời đó, gánh nặng nề tới đó nữa rồi châm củi hả? À? Thì cái chứ không châm gì uổng hả? À? Châm để chật nhà sao hả? À? Cái gì làm đệ tử của bà? À. Bà đâu có thâu cái thứ đệ tử vậy hả? À? Làm công ở đó, làm công ở đó. Ờ. Nhìn đói. Ừ. Trả tiền lại cho bà hả? Chưa trả đâu trả. Money back hả? Rồi, đúng rồi, thì bà nói vậy nè, nếu trả lời không được á thì xin mời đi ra khỏi đây. Ừ. Tiệm của tôi không bán điểm tâm cho những người vô tích sự. Bà già sao mà bà nghiêm quá hả? Lẽ là phải cũng đưa cho một cái alternative living flyer chứ hả? Khuyên ăn chay rồi này kia chứ hả? Hả? Dạ, cho quyển sách biếu hả? Rồi cho cái địa chỉ của Supreme Master Television á. Đâu không coi giống khai ngộ chút cái đuổi người ta ra vậy. Chà, nghiêm khắc quá trời. Hồi xưa mà tu thì tu đàng hoàng, không tu mà cái kiểu mà sách vở mà đem tới là họ ghét lắm. Họ biết là cái thứ này không ăn nhầm gì. Sách vở đâu có làm cho mình khai ngộ được. Nói cái ông này là chắc là kêu bằng một sách thôi. Tối ngày cắm cổ vô trong cuốn kinh điển mà không hiểu gì hết cả. Rồi viết lung tung bậy bạ. Còn mê hoặc quần chúng nữa. Hả? Kêu bằng... dẫn dắt quần chúng đi sai lầm nữa. Chứ không phải mình không khai ngộ không mà đủ rồi, còn viết sách tầm bậy tầm bạ ra nữa. Người ta đọc người ta tôn trọng mình, nhưng mà người ta đi sai đường lạc lối hết. Tức là những người này nghiệp chướng bự lắm chứ không phải vừa đâu. Cho nên bà không có dám lạnh mấy cái người này, không muốn chơi với mấy người này, làm bạn cũng không muốn nữa. Chọn bạn mà chơi chứ hả? Ok, ngu như vậy mà mấy người này khó độ lắm, ý vậy đó ha. Nhưng mà bà cũng hơi nghiêm khắc hả? Nhưng mà đây là bà giúp ổng đó. Nếu mà mềm mỏng với ổng, ổng còn tưởng ổng ngon lắm. Tại hồi đó giờ bao nhiêu người mềm mỏng kính trọng ổng rồi. Nếu bây giờ tới đây mà không có đối đãi với ổng như vậy thì ổng làm sao ổng sực tỉnh lại. Ổng quen cái thói mà bị người ta cung kính rồi. Tại vì thường thường ngoài người đâu biết gì đâu. Thấy ổng viết tràn gian đại hải như vậy thì ngon lành lắm rồi ha. Ok. Ít ra ổng cũng có thời giờ để viết. Còn mấy người kia người ta đi làm lụng cực khổ, người ta kiếm ăn, đâu có ngồi không rảnh mà ngồi không viết tầm bậy tầm bạ. Ok, Đức Sơn Đại Sư ok liền. Bà lão lên tiếng hỏi. Bà hỏi rằng trong kinh Kim Cang, tại vì ổng bình luận kinh Kim Cang thì bà dùng kinh Kim Cang bà hỏi ổng. Nhiều khi á cái kinh điển không có phải là vô dụng, nhưng mà tùy theo mình dùng cách nào. Ông này đọc kinh giống như đọc mù mắt vậy, không có biết gì hết. Còn bà này đọc kinh là để mà giảng cho những người mù mắt đó hiểu. Cho nên hai người đều là đọc kinh Kim Cang hết. Mà một người thì bị kinh Kim Cang kim vô, vây khốn vô. Còn một người kia thì hiểu biết kinh Kim Cang để mà giảng giải cho mọi người. Chứ không phải là những người khai ngộ rồi không biết gì cả, không có đọc gì hết. Cũng phải đọc chứ, để mà người ta hỏi mình biết cách mình trả lời. Mà cái khi mà đã tu hành rồi, không cần đọc cũng hiểu nữa. Nhưng mà cũng phải đọc đặng biết trong đó nó viết cái gì, đặng mình trả lời giống như vậy thôi. Còn nếu không mở kinh Kim Cang ra hiểu liền, khỏi cần mà phải ai giảng nghĩa nữa. Thì bà đó như vậy đó. Bà không cần phải sách đèn bao nhiêu năm mới hiểu kinh Kim Cang. Tu hành phép Quán Âm xong rồi hiểu hết trơn à. Dễ. Rồi. Thì bây giờ bà hỏi như thế này. Trong kinh Kim Cang á, có dạy rằng tâm quá khứ không thể có, tâm hiện tại cũng không thể có, tâm vị lai cũng không có luôn. Vậy thì chẳng hay thượng tọa định điểm cái tâm nào trong quán của tôi vậy? Điểm tâm, phải dùng cái chữ điểm tâm thôi.
điểm cái tâm gì đâu, có tâm gì đâu điểm, y vậy đó. Bà làm khó dễ mà. À, lúc này ngài đó là thượng tọa rồi đây, tức là đó là vị xuất gia tu hành rồi, chứ không phải người bình thường. Thành ra bà không có đưa cái truyền đơn mà ăn chay cho ổng, tại vì ổng ăn chay rồi. Mình có thể đưa cái truyền đơn SOS, ha? Ăn chay sống sanh cứu địa cầu mà, ha? Ok. Đức Sơn Đại Sư sửng sốt, đứng như trời trồng, không nói lên một lời nào cả. Ông đành phải mang cái bụng đói meo và những cuốn sách để ra đi. Không ngờ rằng một bà lão tầm thường, mỗi có một câu đơn giản như vậy mà đã đánh đổ nguyên một gánh học vấn của Đức Sơn. Tuy rằng ông đã học thuộc nguyên bộ Kinh Kim Cang, nhưng chưa bao giờ đụng phải một câu hỏi hóc búa đầy mẹo luật chữ nghĩa như vậy. Chẳng những bà hỏi Kinh Kim Cang mà bà còn chơi chữ nữa. Điểm tâm mà. Điểm cái tâm nào? Bây giờ đó. Tại ông vô đó, ông muốn điểm tâm. Hỏi không có tâm làm sao điểm. Điểm cái tâm gì? Bà chơi chữ mà. Anh chàng này ngớ ra. Tại hồi đó giờ đâu có đụng phải những cái tay cao thủ như vậy. Thường thường những người bên ngoài họ đâu hiểu gì đâu. Họ thấy Tràng Giang Đại Hải sách như vậy, họ đồng hồ ngủ gục thôi, thì nó hay lắm rồi. Nếu không nói hay sự người ta nói mình ngu, thành ra ai cũng đồng thanh nói là hay vậy đó, không hiểu gì hết cả. Cái người viết cũng không hiểu, người đọc cũng không hiểu. Thành ra đâu có ai mà bắt bẻ gì ông được. Cho tới giờ này, đụng phải cái tay bà này. Mình coi vậy là mình thấy rõ ràng là gậy ông đập lưng ông ha. Ông Hòa Thượng này dùng cái Kinh Kim Cang và dùng chữ nghĩa của mình, bị người ta dùng cái chữ nghĩa và Kinh Kim Cang của ổng mà đập lại ổng. Rồi cái Đức Sơn phải tiếp tục quải gánh lên núi. Tuy rằng bị đánh một trận như vậy mà chưa chịu thua. Bị đứng sững người vậy thôi nhưng mà chưa thua. Quẩy cái nguyên cả cái gánh sách lên núi luôn để gặp ông thầy bự trên á. Cái bà chủ quán này chắc là một trong những đệ tử mà mở quán để mà tiếp đãi đồng tu mà, không? Ông này lạng hoàng vô đây múa rìu qua mắt thợ. Thôi lên núi rồi, gặp Tây Tổ rồi, gặp Sùng Tính thiền sư Tây Tổ. Ông tức quá, hỏi liền một câu, tại bị bà già đập rồi bây giờ còn đau mà. Lên cái gặp thiền sư cái đập liền ổng. Không phải dùng gậy đập mà đập bổ trên đầu bằng một câu hỏi. Tôi nghe nói Long Đầm là nơi rồng ẩn cọp nấp. Nơi đây bao gồm những tinh túy của Thiền Tông Nam Phương. Nhưng mà tôi đến đây nửa ngày mà Long chẳng thấy Long đâu hết. Đầm cũng chẳng thấy đầm. Dám hỏi thiền sư như vậy là thế nào? Ông cũng chơi chữ mà ha. Long là rồng đó mà ha. Nó lên đây sao không thấy rồng không thấy cọp gì hết. Ý có nghĩa nói là sao không thấy ai đáng giá. Toàn đồ bỏ. Cọp rồng là tượng trưng cho những người xuất chúng. Mà ổng lên ổng khinh miệt, ổng nói sao không thấy gì hết trơn. Đúng là mù mà. Mù sao thấy được. Ok. Rồi cái thiền sư Sùng Tính điềm đạm nói rằng ông đã tới Long Đầm rồi. Vậy thôi. Biết tại sao ông nói vậy không? Là không có trả lời gì nữa, cao thâm huyền bí mà chỉ nói ông đã tới Long Đầm rồi. Thì tới đó rồi còn nhiều chuyện, phải không? Tới đúng rồi vậy, thì tới đó biết đó rồi còn nhiều chuyện. Những người thiền người ta biết ở đây là biết ở đây thôi. Không có rắc rối lộn xộn. Không có hỏi này hỏi kia, không có biện bạch lung tung có chuyện gì đâu. Tới cái chỗ đó thì tới rồi thôi. Thì trả lời một câu gọn gàng thôi. Ông đã tới Long Đầm. Ý nói là sao mà nhiều chuyện quá. Ok. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng trong vòng nửa ngày thôi mà anh Đức Sơn Đại Sư á bị đánh bại 2 lần. Có 5 chữ thôi mà Sùng Tính Thiền Sư á làm như là búa bổ vô đầu ổng á. Trời, ông Đại Sư Đức Sơn này xấu hổ quá. Từ giả ra đi. Nhưng mà Sùng Tính Thiền Sư cố cầm giữ lại. Thấy cũng có đường cứu được. Biết hổ thẹn là cũng có thể được rồi. Chứ không phải đứng đó mà kêu bằng đánh binh bông hoài. Cái là nói một câu trả một câu, nói một câu trả một câu giống binh bông á ha. Thành ra ông thấy cũng được. Cũng biết xấu hổ, cái là có lòng khiêm nhường. Thì cũng có chỗ dạy được. Cho nên
Thì ổng nó thôi ở lại chơi, uống trà đi, biết cũng đói rồi. Tại vì ổng biết là ở dưới kia bị đập rồi. Đập mà đói bụng mà vác cái gánh sách bự như vậy thì chắc cũng sắp xỉu rồi. Chắc là vị thiền sư này có lòng nhân từ ha. Hoặc là ông nghĩ là sợ ông này ông chết đói đây, cảnh sát tới mệt tôi. Thôi thà để ông ở lại ăn miếng cơm rồi tính sau ha. Ok. Thì bữa đó ha, cái đại sư Đức Sơn ngồi cú rũ ở ngoài sân chùa, không có vô trong cửa chùa. Sùng Tính thiền sư bước ra mới hỏi rằng: sao ông còn ở ngoài đó mà chưa chịu vào đấy? Nghĩa là sao chưa nhập môn, sao mà còn đứng lẫn quẩn ở bên ngoài vòng của trí huệ như vậy, ý như vậy nữa luôn à. Đức Sơn trả lời: trời tối lắm, ui không thấy đường. Biết rồi, mù mà à, đúng là không thấy đường thiệt á chứ. Sùng Tín mới thắp một ngọn nến đem ra. Đức Sơn vừa định tiếp lấy ngọn nến thì Sùng Tín thiền sư thổi tắt đi. Tự nhiên Đức Sơn khai ngộ liền. Biết tại sao không? Trong khoảng chợp mắt giữa trạng thái từ sáng biến thành tối, ông đã thực sự khai ngộ và trực tâm của ông đã nhận ra chân lý của thiền. Ông cung kính bước ra làm đại lễ trước mặt Sùng Tín. Sao dễ vậy? Biết sao mà ông khai ngộ liền không? Có biết gì không? Không biết gì hết à? Đâu phải cái ngọn đuốc mà ông khai ngộ. Cái truyền tâm ấn của đại sư. Có thể là bữa đó ông được truyền tâm ấn rồi, nhưng mà ông còn mặt mày nhăn nhó, còn nghĩ tới cái bà chủ quán ở dưới kia chưa có xả bỏ được, cho nên cái lúc ngồi thiền không thấy gì hết trơn. Hoặc là Sùng Tín thiền sư để cho đệ tử truyền tâm ấn thôi, có thể vậy thôi. Rồi tại vì ông thấy đệ tử còn chưa có ngang hàng với mình mà gì truyền tâm ấn cho tôi, có thể ông là thượng tọa rồi, còn đệ tử của ngài Sùng Tín á có thể là tỳ chú tiểu nào đó thôi, mới vô thôi. Hoặc là cũng có thể là một vị tại gia thôi mà được sư phụ chỉ định cho truyền tâm ấn đó mà. Ví dụ như nhiều khi sư phụ cũng phái mấy vị xuất gia đi truyền tâm ấn bên ngoài đấy. Nhiều khi những vị đại đức hòa thượng tu lâu rồi đó, nghĩ sao mà phái đứa nhỏ qua trẻ trẻ qua truyền tâm ấn, nhưng mà đâu có ăn nhầm gì. Cái thân thể đâu có phải là điều quan trọng trong cái việc truyền tâm ấn. Mẫn đâu phải người đó truyền đâu, phải không? Truyền là lực lượng của vũ trụ mà. Ok. Cho nên cái khi mà ổng chưa có khai ngộ nhiều lắm á, hoặc là không có cảm thấy mà hài lòng với cái sự truyền tâm ấn á, ổng ngồi cứu rũ bên ngoài á, có nghĩa là cảm thấy đi tới đây mất công mà truyền tâm ấn cũng vậy thôi. Cho đến khi Sùng Tín đi ra, rồi chắc ổng cầm cái đèn đem ra, nhưng mà anh chàng này tưởng đâu là đem đèn đưa cho ổng. Ổng cầm lấy tay, tức là Sùng Tín không có ý là đem cái đèn lại cho ổng. Tính dẫn ổng đi vô, nhưng mà ổng tưởng là đưa cho ổng, ổng cầm lấy thì Sùng Tín tắt đi. Thì có nhiều khi, thí dụ như quý vị ngồi thiền nhiều khi ha, thấy sáng đèn sáng vậy thì không thấy gì cả, mà tự nhiên tối tối thui cái tự nhiên thấy hào quang sáng rực, thấy không? Nhiều khi cái vị thiền sư á, họ truyền tâm ấn một cách khác. Thành ra cái lúc mà Sùng Tín đi ra thì có cái lực lượng của vị thiền sư truyền cho ổng đó. Hoặc là có thể là đụng trên cái mắt trí huệ ông một chút trong cái lúc tối đó, ông bừng ra liền. Trong lúc đó ông mới biết rằng không cần mắt mà thấy được, không cần tai mà nghe được, phục rồi. Cho nên thấy rõ ràng có hào quang rồi, nghe âm thanh của Phật tánh rồi thì dĩ nhiên phải quỳ xuống bái sư thôi. Ok, vậy là xong. Cái Sùng Tín đại sư mới mỉm cười hỏi rằng: ông đã thấy được những gì? Thì Đức Sơn trả lời rằng: kể từ ngày hôm nay, tôi không dám hoài nghi vào đầu lưỡi của những lão hòa thượng nữa. Ý là ông đã thấy hết rồi, biết hết rồi. Những vị lão hòa thượng hồi xưa đó, ý nói là những người tu hành hồi xưa, họ viết lại những cái thể nghiệm của họ, hoặc là họ nói họ nhìn thấy cái này cái kia đó. Thì bây giờ ông cũng nhìn thấy y như vậy. Cho nên ông nói rằng tôi không còn hoài nghi những vị lão hòa thượng nữa, những vị tu hành trước mình đó mà. Ok.
Ngày hôm sau hả, Đức Sơn mang nguyên một gánh thanh long sơ sao mà ông đã tốn công trình hơn 20 năm để trứ tác ra giữa chùa châm một mồi lửa đốt cháy sạch tiêu. Đúng gì đó, đúng rồi. Để làm gì hả, chặt chỗ. Bây giờ biết là mấy đồ vô dụng, đúng y như vậy đó. À, tức là ông thiệt là khai ngộ rồi đó. Nếu một người không khai ngộ, không bao giờ làm như vậy được. Tại vì cái lòng chấp nhất 20 năm công trình nó viết ra rồi in ra rồi đi đâu cũng gánh theo. Bây giờ tới đó khai ngộ đố có chừng. Vô dụng mà. À, toàn là những từ ngữ trống không, không có ích lợi gì cả. Nói tới nói lui vậy, chặt giấy, uổng công, uổng mực. Cho nên bây giờ ông biết rồi. Từ đó trở đi ha, Đức Sơn Đại Sư đã có thể vượt qua những chướng ngại của chữ nghĩa. Của văn chương, phá vỡ cái vô cùng của ý thức và khai phóng được tất cả những lực lượng tiềm ẩn bên trong. Khai ngộ rồi thì dễ mà ha, thông mà. Okay. Bây giờ ha, để coi ông đã thành đạo rồi, bây giờ ông dạy học trò cách thế nào đây. Ok, coi từ đây chứ. Trong cái trường thiền của ông có một hôm kia ha, Đức Sơn thượng đường, tức là lên ngồi trên đây đây. À, bây giờ thành đạo rồi, giờ có đệ tử rồi nha, ngon lành ạ. À. Nói với đệ tử rằng, bữa nay ha, cấm tất cả mọi người không được nói chuyện gì cả. Người nào nói sẽ bị đánh 30 trượng. Ở ngoài kia đã đánh rồi, vô đây thì quýnh nữa. Ở đây sư phụ chỉ sơ biểu đừng nói chuyện thôi, sợ làm phiền hàng xóm. Mấy trăm người như vậy mà nói ào ào lên ai chịu nổi. Với lại để mà mình chú tâm niệm hồng danh, với lại chú tâm để vọng bên trong ha, cho nó có định ở đây. Lúc mình ở đây càng định càng tốt, càng định thì càng câu thông với nhau, câu thông với sư phụ bên trong. Thì lúc đó có một người đệ tử bước ra đến lễ Phật thôi, Phật là Phật gỗ đó mà, tượng Phật á. Đức Sơn sai người căng đệ tử đó ra đánh đòn. Đệ tử này cất tiếng hỏi, con ngậm miệng từ nãy giờ không có hỏi đến một câu, tại sao sư phụ lại đánh con? Đức Sơn hỏi rằng, ngươi là người ở vùng nào? À, anh chàng nói, đệ tử là người xứ Tân La, tức là miền Trung Triều Tiên bây giờ đó. Chò, từ Đại Hàn qua đó học ha, xa xôi ha, qua bên Trung Hoa học. Đức Sơn mới nói rằng, trước khi ngươi chưa xuống thuyền đã đáng đánh 30 trượng rồi. Lời nói có nghĩa là chưa ngộ đạo là đáng đánh đòn, chưa xuống lạy mà đã được đánh đòn, tại sao? Thấy không? Thành ra còn ngu quá, còn chấp nhất tượng. Thí dụ bây giờ quý vị đã khai ngộ rồi, quý vị muốn lạy tượng Phật, ông có sao? Mình khai ngộ mình lạy gì cũng được. Còn cái người này lạy không phải khai ngộ mà lạy. Ông đã nói đừng có nói chuyện gì hết, mà cũng chạy ra để nói là tôi đâu có nói gì, tôi đi lại Phật được. Ồn ào quá đi, ồn ở trong tâm á, với lại không có khai ngộ mới như vậy, ồn ào. Có một lần kia nữa, Đức Sơn Thiền Sư nói với chúng đệ tử rằng, hôm nay á, nếu ai mà hỏi bất cứ câu gì đều sẽ bị tội, kẻ nào không ngộ hỏi là người ngoan. Ok, có một vị tăng bước ra lễ Phật nữa. Trời ơi, sao không có chịu mà coi cái gương của ông kia bị quýnh đòn rồi cũng dám bước ra lại Phật nữa, trước mặt của thầy nữa. Cái Đức Sơn cũng sai đệ tử nọc ra đánh luôn. Ông đệ tử này kêu oan, quay, con có hỏi điều gì đâu, con có phạm quy luật đâu mà sư phụ quýnh con. Đức Sơn điềm đạm trả lời rằng, đợi cho đến lúc nhà ngươi mở miệng hỏi thì con có thể làm gì được nữa. Thôi quá sức rồi. Tới đó là nghĩa là đã tuột xuống xa quá rồi. Cho nên ông đánh trước đặng cho khai ngộ mà ha. Đức Sơn Thiền Sư trước khi ngộ đạo và sau khi ngộ đạo rất là khác xa ha. Là như hai người khác biệt vậy đó. Trước khi khai ngộ thì ở bên ngoài của ông rất là bình thản, coi như là rất là kiêu căng và bình thản. Nhưng mà trong lòng thì lúc nào cũng sóng gió dập dồn. Sau khi khai ngộ rồi á, lúc bên ngoài của ông có vẻ rất là uy mãnh và hung hãn, nhưng mà nội tâm của ông rất là trầm tĩnh và bình lặng. Cái đó mới đúng là sự bình lặng thứ thiệt.
À, thì những người như vậy á, mình biết rằng họ đã chiến thắng chính mình rồi. Ngài đánh đệ tử phải là ổng giận ổng quên ông. Đi ra lại tượng Phật nhiều giận. Hả? Muốn giận cũng khó, phải không? Tại sao quýnh vậy? Hả? Tu hành không có chuyên tâm. Vô đó ngồi đó mà còn chưa khai ngộ gì cả. Uổng công ăn chao của chùa. À. Những người kêu bằng tới đó rồi mà còn chấp nhất cái kiểu mà đi ra lại Phật rồi đặng mà trước mặt thầy đặng là thầy nghĩ là ôi da cha tu hành ngoan ngoãn, không hiểu gì hết trơn. À. Phật sống ngồi đó không lại, huynh là phải. À. Nhưng mà thôi tôi không huynh mấy vị đâu, đừng sợ. Huynh gì mất công. Cho nên những người tu hành đó hả, thầy thấy biết liền ha, nó làm bộ lại tới lại lui kiểu mà rất là đạo mạo, chăm chỉ tu hành kiểu đó hả, đâu qua mắt được ai. Còn làm bộ ra đó lại để cho thầy thấy mà, làm như là mình hiền lắm, mình không nói chuyện không hỏi gì hết, nhưng mà đi ra lại Phật kiểu ồn ào để cho gửi cái sự chú ý của thầy nữa, kiểu đó ồn ở trong tâm á. Những người này không cần hỏi, không mở miệng ra la lối gì cũng ồn quá trời, hiểu chưa? Tâm không có ổn, không có khai ngộ. Cho nên nhiều khi thầy đánh như vậy đặng cho nhớ mà để kiểm thảo cái tâm của mình. Ồn bên trong á khó hơn là ồn bên ngoài, thấy không? Quý vị biết rồi, mà ở nhà cũng vậy thôi. Nhiều người á không nói chuyện với mình, nhưng mà đi tới đi lui làm cho mình lúc nào cũng biết người đó ở gần bên á. Ha? Nhiều khi ở xa xôi mà cái tâm của họ cũng... nếu kéo tới mình làm cho mình cũng bực bội ở nhà nữa. À, thì những người đó là như vậy, không có khai ngộ, mệt lắm. Rồi, cảm ơn ha. Ngồi ngoài vườn vui hơn ở đây. Ở đây nực quá, ở đây nghiêm túc quá. Ok, mai chừng nào ra lấy kẹo bánh ha. Ok, dòm rồi. Ok, sư phụ đi thăm mấy người tàu. Ok hả? Ok. Ở ngoài vườn tốt hơn, ở đây mệt quá. Còn cao quá, cảm thấy giống như thầy tu. Giống như thiền sư. Hey, good. Ngoài vườn chết hơn ha. Ok, bây giờ tao đi gặp người Hoa, hy vọng cũng có thông dịch cho quý vị nghe. Vậy thì quý vị ở đây sẽ có thông dịch. Tốt. Đạo sĩ Cát Huyền. Ngày 3 tháng 3 năm 2009 tại Pháp. Ok. Happy. Cô nàng sạch sẽ lắm, rất sạch. Được lao cả ngày 4-5 lần. Trước khi tới đây được lao bằng giấm. Này, không phải ai cũng thích chó đâu. Lại đây. Thân thiện quá. Thân thiện quá, đi thôi. Thích người, thương người quá chừng. Happy, đừng liếm mọi người. Liếm đủ loại kem bôi mặt sẽ bệnh đó. Cô nàng yêu quý mọi người, cô nàng thương người lắm. Phải, cô nàng rất biết bảo vệ con người. Ok, quý vị khỏe không? Dạ khỏe. Tôi có câu chuyện kể quý vị nghe. Đây là câu chuyện bắt quỷ. Câu chuyện bắt quỷ. Được rồi, tôi kể quý vị nghe câu chuyện bắt hồn ma. Không phải chuyện bắt quỷ đâu. Tôi cũng chưa đọc truyện này, mới đọc tựa đề thôi. Có lẽ đây là truyện Trung Hoa. Có một người tên là Cát Huyền. Có nghe nói về ông bao giờ chưa? Dạ chưa.
Sao? Quý vị không phải người Hoa sao? Ok. Ông học thần thông với tả tự. Học thần thông với ông ta. Học rất giỏi. Gần bằng Tôn Ngộ Không. Có biết mấy tượng đá không? Người ta khắc đá thành tượng. Không phải khắc tượng người mà là tượng Phật, hiểu không? Các huyền có thể khiến tượng đá đi lại như người sống. Tượng đá biết đi. Thật cao siêu ha. Ông cũng biết nói chuyện với bướm. Thật cao cường. Ông có thể khiến châu chấu nhảy múa. Thật cao siêu. Quý vị làm được không? Dạ không. Tôi cũng không làm được. Tôi không có thời giờ làm mấy chuyện này. Mùa đông, ông có thể trồng rau. Và mùa hè có thể làm nước đá. Cao cường. Thế thì tiện quá ha. Nếu tu loại thần thông này, ngay cả có hâm nóng toàn cầu cũng không sợ chết đói, phải không? Nghe nói có lần ông đi chơi với bạn bè. Và họ khát nước. Họ thấy một giếng nước, nhưng không lấy nước lên được. Ông mới chỉ ngón tay vào nước, thế là nước vọt lên khỏi giếng. Còn có cả mấy cái ly nữa. Rồi mấy cái ly đựng nước giếng rơi vào tay mọi người. Thật cao siêu, loại thần thông này rất cần thiết trong thời đại chúng ta, phải không? Sau này đào hang động, mình có thể làm vậy khỏi cần đào giếng hoặc khỏi lo không có nước. Một năm nọ có hạn hán trầm trọng. Nhà vua mời ông đến và hỏi ông có chịu được mưa không? Ngồi xuống đi, Happy. Được không? Cô nàng bây giờ quá phấn khích. Cô nàng nà nỉ tôi dẫn tới đây, không muốn ngủ ở nhà. Nài nỉ tới đây rồi làm ồn thế này đây. Không được. Ngồi xuống. Ngủ đi. Các huyền vẽ gì đó rời trời bắt đầu mưa ngay lập tức. Chứng tỏ người này rất cao cường. Chuyện gì ông cũng có thể làm được, hiểu không? Ông có thể gọi mưa, gọi gió, nói chuyện với bướm và làm châu chấu nhảy múa. Khi ông muốn uống nước, nước sẽ tự động đến miệng ông, vân vân. Một lần nọ, ở một nơi có rất nhiều ma. Nơi bị ma ám. Dĩ nhiên là ma thì chỉ biết quấy phá, chứ còn biết làm gì khác đâu. Những con ma này đến miếu thổ địa. Chúng chiếm lấy miếu và bắt nạt dân làng. Chúng bắt mọi người đem thức ăn và cúng đồ cúng dường đến miếu cho chúng ăn mỗi ngày. Người dân khổ sở vô cùng. Nếu một ngày quên cúng dường thôi, thì ma quỷ sẽ bắt đầu quấy phá và gây phiền phức cho rất nhiều người. Bởi vì chúng là ma mà. Cho nên các huyện đi đến làng đó. Ông đi thẳng vào miếu kiếm mấy con ma. Ông nhìn thấy chúng đang ngồi trên xà nhà. Cãi cọ với nhau. Khi thấy các huyền, chúng bèn nói, đồ cúng dường của ngươi đâu? Mau mau để đó cho bọn ta thưởng thức.
Nhưng các huyền không đáp lời, mà kệ chúng. Thế là chúng bèn dùng thần thông. Thổi mưa to, gió lớn và đá sỏi vào người ông. Gần như có thể giết chết người. Nhưng cuối cùng các huyền nói, nếu có người tiếp tục quấy phá, ta sẽ nhốt các ngươi vào hồ lô. Nếu không ngừng lại, ta sẽ nhốt các ngươi vào hồ lô đấy. Có nhớ Tây Phương cũng có những chuyện kiểu này không? Thần linh bị nhốt trong cây đèn. Nếu xoa đèn, vị thần sẽ hiện ra. Nếu xoa và mở đèn, vị thần sẽ bước ra và hỏi mình có điều ước gì. Rồi vị thần có thể biến điều ước của mình thành hiện thực. Nhưng mấy con ma này không nghe lời các huyền và tiếp tục quấy phá. Thế là ông dùng thần thông vẽ bùa chú, rồi hút mấy con ma này vào hồ lô của ông. Có thể làm được như vậy. Các huyền cầm lấy chiếc hồ lô chứa ma ở bên trong và bước ra miếu. Cả dân làng reo mừng và tán thán ông. Ông nói với họ, ta đã bắt mấy con ma này rồi. Từ nay trở đi, chúng sẽ không quấy phá dân làng nữa. Rồi ông vẽ một lá bùa, dán lên cửa miếu. Ông cũng dán bùa lên nhà của dân làng. Từ nay trở đi, không ai dám đến quấy rầy dân làng nữa. Nếu chúng ta có loại bùa như vậy thì hay biết mấy. Rồi chúng ta có thể đẩy lùi hâm nóng toàn cầu. Như vậy nghĩa là ông có rất nhiều thần thông. Một lần khác, ông đi lại quanh Hỏa Sơn và thấy đám mây đen trên một mái nhà. Ông biết đó là một tà linh rất hung dữ đang chiếm giữ căn nhà đó. Thế là ông tự biến thành một người nông dân và đến gõ cửa. Một chàng thư sinh bước ra, mở cửa chào ông. Rồi các huyền nói, ta là nông dân. Bữa nay tôi cần có người giúp gặt thóc lúa. Chàng thư sinh nói, ta rất sẵn lòng giúp ông. Rồi các huyền và chàng thư sinh cùng rời khỏi nhà. Cách một đoạn khá xa, ông mới nói với chàng thư sinh, có một xà linh gian ác trong nhà. Giả làm vợ anh đó. Đáng sợ quá. Tôi cũng sợ. Nếu lấy rắn làm vợ thì ghê quá. Ôi trời ơi, mình sẽ không nhận ra đâu ha. Nếu rắn độc giả dạng làm vợ, làm sao mình nhận ra được chứ? Đáng sợ quá. Ôi trời ơi, còn nhiều điều ghê rợn nữa. Ông nói tiếp, con rắn này, vợ anh á, đã ăn thịt rất nhiều trẻ em trong làng. Khủng khiếp quá. Dĩ nhiên chàng thư sinh này không có tin ông. Vợ mình sao hung dữ như vậy được? Anh ta không tin. Rồi các huyền dẫn chàng thư sinh vào một khu rừng rất rậm rạp. Chỉ cho anh ta thấy cái hố.
Trong hố dưới lòng đất có đầy sọ và xương của trẻ em. Chàng thí sinh vô cùng kinh hãi. Anh ta nói, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm gì đây? Cá khoèn nói với anh, không sao. Hôm nay nếu anh có thể khiến vợ anh bận rộn, ý là ở bên cạnh và giữ cho người vợ bận rộn để cô ta không có thời giờ suy nghĩ, rồi tôi sẽ bắt cô ta. Rồi. Thế là chàng thư sinh đi vào làng, mua một sắp vải đẹp như ta đang mặc đây. Anh ta mang về tặng vợ. Rồi anh ta nói với vợ, tặng nàng nè. Mình có thể dùng vải này mai gì đó thật đẹp. Anh ta giả vờ tán gẫu với vợ về quần áo đẹp. Trong lúc đó, bên ngoài, các huyền vẽ một lá bùa. Quý vị biết vẽ bùa như thế nào rồi ha? Rồi ông niệm thần chú để bắt xà linh. Khi con rắn nhận ra mình đã bị bẫy, nó bèn hiện hình thành một con mãng xà thật lớn và tìm cách tấn công người chồng, muốn nuốt chửng anh ta. Thật là kinh khiếp. Đôi khi như vậy đó, không đến mức độc ác như con rắn này, nhưng có một số người là thân nhân hoặc bạn bè mà đôi khi lại hại chúng ta, ý là như vậy. Không cứ phải là rắn, nhưng họ có bản tánh hung ác. Đôi khi oan gia trái chủ trở lại để đòi nợ. Quá thật đáng sợ. Nếu như thế này thì tôi không dám có vợ đâu, nói quý vị hay. Nhỡ bà ta trở thành như vậy thì sao? Sao bữa nay quý vị im lặng thế? Hôm qua cười quá chừng, như hôm nay lại thật im lặng, ngồi không nhúc nhích. Sao vậy? Tại sao? Dạ, sợ ma. Quý vị sợ chuyện ma hả? Ai cũng sợ hãi, đúng rồi. Xem phim ma cũng vậy, phải không? Quý vị sợ hãi khi xem mấy phim ma đó, phải không? Được rồi, được rồi. Thỉnh thoảng sợ cho vui. Lúc đó, các huyền thấy con rắn sắp nuốt chửng người chồng. Ông ta nhanh tay ném gương thần vào con rắn. Và đâm dính nó vào tường. Hiểu không? Ông ném gươm vào con rắn và đâm dính nó vào tường. Lúc đó, có một mùi hôi thối xông ra. Rồi bỗng nhiên, nhiều bọ cạp, rết độc, vân vân. Chuyên cắn người, bò ra từ xác rắn dính trên tường. Tràn ngập khắp phòng, và rồi bỗng nhiên, tan thành một chất lỏng hôi thối, nhơ bẩn và đen kịch. Sau đó, các huyền vẽ một lá bùa khác để làm thành ngọn lửa, thiêu hết tất cả chúng. Rồi đột nhiên, chàng thí sinh bắt đầu nôn mửa. Anh ta nôn ra một chất lỏng màu nâu sậm và hôi thối. Khi nôn hết ra thì anh bình phục, rồi các huyền nói với anh ta, anh đã bị xà linh này đầu độc và khống chế. Mai thai anh có chút phước báo.
Trong tâm còn chút lương thiện, nên ta vẫn cứu được anh. Nếu trong anh không còn chút lương tâm nào, thì anh cũng trở thành quỷ hút máu rồi. Giống như con rắn đó vậy. Rồi các huyền rời nơi đó, đi lên một ngọn núi đất vàng. Ông đào một cái hang và sống ở đó. Tu hành. Ông đợi xem tình trạng hâm nóng toàn cầu có bớt hay không, rồi tính tiếp. Ông tiếp tục tu hành ở đó, luyện lên đơn trường sinh bất lão. Truyền Trung Hoa luôn luôn như thế này. Tu hành lúc nào cũng là luyện lên đơn trường sinh bất lão. Không bao giờ khác được. Tôi chưa bao giờ thấy truyện Trung Hoa nào mà người tu hành không xây lò bát quái để luyện lên đơn trường sinh bất lão cả. Chưa thấy người nào mà không luyện cả, hiểu không? Tất cả họ đều luyện lên đơn. Nào là bát tiên, nào là thất phúc thần, đều luyện lên đơn. Nghe nói về đó, có lẽ đó là điều tượng trưng ha. Không nhất thiết phải là lên đơn thật, mà đó chỉ là biểu tượng của sự giải thoát vĩnh hằng, thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Có lẽ ông sống trường thọ. Ai mà biết được, chúng ta có thể đi tìm ông để hỏi. Nhưng nếu hâm nóng toàn cầu làm thế giới bị hủy diệt hoàn toàn, thì có lẽ lên đơn cũng vô dụng. Dù có uống rồi thì có thể sống ở đâu đây? Nếu sống trường thọ thì có thể sống ở đâu? Không có gì để ăn cũng rất đau khổ. Mọi người chết hết rồi, sống một mình cũng rất đơn độc. Lúc đó muốn chết cũng không được bởi vì quý vị đã trường sinh bất lão rồi. Tôi không muốn vậy. Tôi không muốn liều lĩnh như thế. Nếu phải sống thì sống, phải chết thì chết. Phiền phức làm chi? Nếu sống trường thọ thì phải có một môi trường tốt. Thức ăn ngày nào cũng nấu sẵn. Không khí phải trong lành. Rừng cây đẹp đẽ. Núi cao hùng vĩ. Và thời tiết dễ chịu. Chỉ khi nào mọi thứ đều rất thoải mái, thì chúng ta mới muốn sống lâu vậy, phải không? Dạ, nếu không thoải mái thì bạn tâm làm gì? Xem thế giới này có tốt hay không đã rồi mới đi luyện lên đơn, ok? Hãy cẩn thận nhé, đừng có luyện bừa bãi. Nếu lỡ luyện rồi thì đừng uống bừa bãi, hiểu không? Cứ từ từ, đợi đến vài năm sau rồi hãy tính. Đợi vài năm sau rồi uống cũng không muộn lắm đâu. Một buổi sáng mùa đông, ông đi ra ngoài nhặt củi khô. Khoáng chất và rễ cây, rễ dược thảo. Ông đi chân đất, không mang dài. Ông cũng để tóc dài. Mặc quần áo đơn giản. Áo ngắn tay. Có một tiểu phu đốn củi mang hai cô con gái theo cùng. Hai cô con gái thấy ông đang đào gì đó trên tuyết. Các cô không biết rằng ông có thần thông quảng đại. Hai cô gái nhỏ không biết rằng ông là đạo sĩ có thần thông quảng đại. Cho nên hai cô nói với nhau, ông lão này thật đáng thương. Ông không có dài, quần áo mỏng manh như vậy, mặc không đủ ấm. Chị em mình nên giúp ông ấy. Hai cô bé có tấm lòng thật tốt. Thế là cô này làm một đôi giày. Còn cô kia đang cho một chiếc áo len ấm. Sau khi làm xong đôi giày và áo len, họ đi đến nhà ông. Hai cô gõ cửa nhà ông rồi gọi, ông lão ơi, chúng cháu làm giày và áo len cho ông để ông giữ ấm đây. Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
Cho nên hai cô đẩy cửa bước vào. Hai cô thấy chiếc lò luyện linh đơn bên trong. Hai cô không biết gì về thuật luyện linh đơn. Đó chỉ là một chiếc vạc lớn nấu trên đống lửa. Có khói xông ra, nấu sôi sùng sục và khói cứ bốc lên. Có một tờ giấy để gần đó viết rằng: cảm ơn các con đã mang quà cho ta. Ông đã biết trước khi hai cô đến. Có lẽ ông đã qua đời rồi. Ông viết, nếu mở vạc ra, hai con sẽ thấy viên thảo dược được chia làm đôi. Ông không nói đó là thuốc trường sinh. Chỉ nói đây là quà của ta cho các con. Mỗi con có thể uống nửa viên. Thế là hai cô nuốt viên linh đơn đó luôn. Tưởng chỉ là thuốc bổ. Vì đó là quà nên cứ thế mà uống thôi. Từ ngày đó trở đi, hai cô gái đó... Chuyện gì xảy ra? Họ trở nên bất tử. Hai cô không già đi nữa. Họ không giống như chúng ta. Không như tôi và bác, già cả. Mỗi cô nuốt nửa viên linh đơn và kể từ đó họ không già. Ví dụ nếu họ 18 tuổi, họ vẫn giữ nét trẻ trung như vậy. Tuyệt vời ha. Tôi muốn tìm một viên. Họ sống hơn 100 tuổi. Và khi qua đời, trông họ vẫn trẻ trung như thế. Khi thời gian đến thì họ qua đời, nhưng gương mặt không già nua. Lúc đó, hai cô cũng tìm thấy một lá thư trên bàn. Đó là lá thư mời họ lên thiên đàng. Có chữ ký của ông. Tới lúc đó, hai cô gái mới nhận ra ông là một đạo sĩ có thần thông quảng đại. Câu chuyện tới đây kết thúc. Đây là phần thưởng cho chuyến đi của quý vị đến đây. Ngày mai quý vị về phải không? Hay ngày mốt? Ngày mai tất cả quý vị về hết hả? Dạ hôm nay. Hôm nay. À hôm nay. Hôm nay ạ. Còn vài tiếng nữa là về rồi. Ra về vui vẻ chứ. Dạ vui. Đến vui vẻ và ra về cũng vui vẻ. Quý vị sẽ khóc lóc, nói không muốn về. Nhưng nếu tôi kêu lại, quý vị sẽ khóc và lại muốn về nhà. Chúng con cũng không đành lòng ra về. Chúng con không đành lòng ra về. Không đành lòng về. Tôi nên tin quý vị chứ. Được, được rồi, tôi tin quý vị. Một số người muốn ở lại nhưng không ở được. Còn một số người ở lại được nhưng lại không muốn ở. Thế giới này luôn như vậy. Nhưng nghiệp chướng dễ thương đang đợi quý vị ở nhà. Quý vị có chuột thân thiện. Chuột trong ngoặc kép. Dê, trong ngoặc kép, dễ thương. Cọp cũng trong ngoặc kép luôn. Heo, vân vân. Và tất cả đang đợi quý vị nhà, phải không? Thỏ ngoan và rắn nữa. Không như con rắn trong chuyện vừa kể. Rắn của quý vị dễ thương hơn đúng không? Được rồi. Chúc quý vị may mắn. Nếu quý vị có gặp chuyện gì thì đi tìm các huyền nha. Nếu làm điều tốt thì sẽ gặt quả lành. Như chàng thư sinh đó, anh ta sống với rắn một thời gian lâu như vậy và bị đầu độc tới mức linh hồn anh ta thậm chí không ý thức được. Tuy nhiên anh ta vẫn được cứu.
Đó là bởi vì anh ta có tâm thiện lành bên trong. Một phần tấm lòng của anh ta tốt, cho nên anh ta mới được cứu. Con người chúng ta là vậy. Tôi thường nói rằng chỉ có nương nhờ vào phước báo của mình mà thôi. Hai cô con gái của ông tiều phu thật hảo tâm. Họ chỉ muốn giúp một ông lão đáng thương. Họ không biết ông tu thần thông. Mùa đông không thấy lạnh, mùa hè không thấy nóng. Tôi nói rồi, tuyết rơi ông vẫn trồng rau được. Nghĩa là rau ông trồng có thể sống qua mùa đông, bởi vì ông cho năng lượng của mình vào rau, nên chúng có thể sống được. Tôi không biết mình cũng có thần thông như vậy hay không, nhưng khi ở bên Đức, tôi trồng một ít rau và chúng cũng sống. Rau bạc hà, có biết loại rau đó không? Dạ biết, tôi trồng một ít ở trong góc nhà. Tuyết phủ lên rau. Nhưng khi tôi phủi tuyết đi, thì rau vẫn xanh tươi và sống dưới đó. Chúng không héo úa. Chúng sống qua mùa đông lẫn mùa hạ. Tôi còn nhớ chuyện đó. Nhưng bình thường bạc hà có sống được dưới tuyết không? Dạ không. Rau bạc hà? Không hả? Nhưng thật lạ là chúng sống được. Đó là nhờ thần thông của sư phụ. Lúc đó tôi chưa tu hành, đâu có thần thông gì đâu. Tôi chỉ ăn chay thôi. Tôi chưa đi tìm minh sư. Tôi chỉ lễ bái và tụng kinh niệm Phật mỗi ngày. Thật sự là như vậy. Cho nên lúc đó, khi nào tôi muốn uống trà, tôi chỉ đi ra ngoài hái một ít lá bạc hà rồi pha với trà. Lúc đó, thỉnh thoảng tôi uống trà. Tôi tưởng bạc hà sống vào mùa đông là chuyện bình thường. Bây giờ nghĩ lại tôi mới biết rằng bạc hà đã sống qua mùa đông. Hôm qua tôi nói rồi, quý vị có thể trồng rau vào mùa đông. Tôi nghĩ ai cũng trồng được. Trồng không được sao? Dạ không. Nếu tuyết rơi, rau sẽ vàng úa. Thật sao? Dạ, đâu có, rau vẫn sống và chúng vẫn mọc mà. Vào mùa hè chúng lại mọc lại. Tôi biết những rau của tôi mọc. Và chúng sống trong mùa đông. Bình thường vào mùa đông rau không mọc được đâu ạ. Đôi khi bị tuyết phủ một phần. Nhưng rau vẫn sống. Chúng sống mà không bị héo úa. Ở Đức trời rất lạnh. Vào mùa đông đôi khi tuyết rơi rất nhiều. Mùa đông không thể nào có chuyện tuyết không rơi. Munich tuyết rơi nhiều lắm. Tôi cũng trồng một ít ngò. Tôi đắp đất lên và trồng rau ngò. Chúng cũng sống được không chỉ mùa hè thôi, mà còn vào mùa lạnh nữa. Chúng vẫn sống. Quý vị trồng thử xem. Trồng thử bạc hà xem, có lẽ chúng sống được đấy. Ngò có thể sống được trong tuyết. Hả? Ngò có thể sống được trong tuyết. Dạ, khi trời lạnh ngò bị héo. Khi tuyết tan ngò lại mọc lên. Thật sao? Ok. Con có trồng một ít ở nhà. Hay quá, bác có thể trồng như vậy. Có lẽ bác có thần thông, ai biết được. Bác không nói cho chúng tôi biết thôi. Trông bác giống đạo sĩ. Có bộ râu trắng và đôi má hồng hào. Trông bác giống đạo sĩ hay ông thọ trong tranh, phải không? Dạ đúng vậy. Người cầm hai quả đào, đúng không? Bác cắt đào ở đâu? Nói cho chúng tôi biết đi. Dạ con giấu rồi. Giấu rồi, tôi biết mà. Trông bác rất khỏe mạnh. Rất giống mấy đạo sĩ sống trong rừng núi. Nhưng bác này lại sống ở Paris. Thành phố nhộn nhịp. Người tu hành chúng ta sống ở đâu cũng được. Có lẽ vì trong lòng chúng ta hoan hỷ, tâm tính vui vẻ ha. Bác sống một mình hay có vợ con gì không? Dạ con sống với vợ, cũng là đồng tu. Sư tỷ à, thế con cái thì sao? Dạ con cái sống ở chỗ khác. Sống xa nhà ha? Dạ phải. Lớn hết rồi hả? Dạ. Ra ngoài ở. Dạ họ có gia đình hết rồi. Bác có hòa thuận với bà xã không? Dạ, lúc có lúc không. Có lúc không mà vẫn vui vẻ như thế sao? Tuyệt vời. Dạ như vậy tu hành tốt hơn. Bác có khảo nghiệm ha? Dạ. Một người phải nhẫn nhịn.
Thật sao? Bác nói đúng. Đôi khi rất căng thẳng. Trên đời này có quá nhiều trở ngại từ ma vương. Thị giả của tôi cũng bị khảo trầm trọng. Họ cũng rất đáng thương. Nếu tu hành cao đẳng hơn một chút thì có ít khảo nghiệm hơn hoặc không cảm thấy bị khảo. Nhưng nếu không tu hành đàng hoàng thì bị khảo rất nặng. Đó là bởi vì tôi quá gần với họ cho nên tôi cảm nhận được. Cho dù họ không làm gì, tôi vẫn cảm thấy có áp lực. Lắm lúc thật sự không chịu nổi. Nói không nên lời, nhưng tôi vẫn phải chịu đựng. Dù sao, tôi cũng không làm gì được. Lắm lúc rất nghiêm trọng. Lắm lúc nghiêm trọng đến nỗi tôi sợ sẽ xảy ra bạo lực. Không phải chỉ áp lực bình thường, hiểu không? Nhiều khi tôi phải khóa cửa thật chặt, đến mức như vậy đó. Vì tôi sống một mình và không có ai bảo vệ. Lỡ chẳng may có gì xảy ra, cho nên khóa cửa cho chắc ăn. Do đó quý vị nên khóa động của mình lại, để tránh loại rắn nuốt người đó. Đôi khi như vậy đó, thân nhân, bạn bè hay chúng ta cưới nhau vì một tình yêu lãng mạn. Rồi chúng ta tưởng là không sao, nhưng không phải lúc nào cũng an ổn đâu. Đôi khi người bạn đời có nghiệp chướng nhiều hơn mình, mà mình không biết. Do đó thường hay xảy ra chuyện và quý vị cảm thấy chán chường. Không nhất thiết là họ đầu độc quý vị như con rắn đó, nhưng họ tạo ra bầu từ trường khó chịu, mà đôi khi cũng rất ngột ngạt, áp lực rất lớn. Lắm lúc tôi muốn chạy ra ngoài bởi vì ngồi đó chịu không nổi. Ví dụ vậy đó. Đôi khi tôi cũng có cảm giác này. Đôi khi nghiệp chướng của họ đến quá nhiều, họ sẽ tạo ra loại từ trường này. May mắn là họ có tu hành và còn kiềm chế được đôi chút, bằng không... Đó là lý do tại sao người ngoài không tu hành. Đôi lúc có xảy ra bạo lực giữa vợ chồng, đúng không? Dĩ nhiên người tu hành có ít bạo lực hơn. Có lẽ vẫn có áp lực, nhưng không xảy ra đến độ như vậy. Trên đời này, tu hành thật khó khăn. Áp lực khắp mọi nơi. Nhất là vào thời này, ma vương gây rất nhiều rắc rối. Vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì khi ma vương sắp bị tiêu diệt, hắn gây rắc rối giống như con rắn đó. Khi nhận ra rằng mình bị bắt, nó biến thành con mãng xà khổng lồ và muốn nuốt chửng người chồng. Hiểu không? May mắn là vị đạo sĩ thần thông có mặt ở đó. Bằng không, người chồng tiêu đời rồi. Cho dù con rắn bị bắt, cũng khó mà giữ được mạng sống của người chồng. Thật khủng khiếp. Tôi không biết đó có phải chuyện có thật không, hay chỉ là chuyện ngụ ngôn. Có lẽ điều đó tượng trưng cho vị minh sư khai ngộ đến dạy một người tu hành, người có chút khát vọng tầm đạo, hiểu không? Cô bị sao vậy? Mắt cô có sao không? Mắt bị sao hả? Dạ không. Sao vậy? Con thấy hơi buồn. Vậy hả? Tại sao? Sư phụ nói đôi khi sư phụ rất cô đơn và thấy áp lực ngột ngạt. Cô hả? Nếu con không nói ra được, con cảm thấy rất buồn. Cô cũng vậy hả? Thưa không. Con không thể diễn tả rõ ràng. Khi nghe vậy, con thấy buồn. Sau khi cô ấy nghe sư phụ nói rằng đôi khi sư phụ bị áp lực lớn, sư phụ phải khóa mình trong phòng và không biết nói với ai. Tôi hả? Cô nói về tôi hay sao? Hay cô? Dạ về sư phụ, nói không rõ ràng, tôi tưởng cô có chuyện gì đó, tưởng cô khóa mình lại và cảm thấy cô đơn. Tôi tưởng cô có vấn đề gì, hôm qua cô ta nói cô ta rất hợp với chuột, nhưng hôm nay là nó không hợp, nên tôi hơi bị lẫn lộn. Tôi thắc mắc hôm qua mới nói, tuyệt vời mà hôm nay cô lại nói cô đơn. Vậy mấy con chuột chạy đi đâu hả? Bây giờ tôi hiểu rồi, ý cô là nói về tôi. Đây không phải là lần đầu đâu. Tôi có thể vượt qua.
làm anh sư phải trả giá cao mà. Tôi nên biết điều đó. Tôi biết rồi, vì thế không than phiền, sẽ vượt qua được thôi. Miễn là người khác an ổn thì tốt rồi. Phải như vậy thì người khác mới tốt hơn được. Bằng không, nghiệp chướng sẽ đi đâu? Tôi phải gánh chịu một ít chứ. Trên thế giới này có quá nhiều đau khổ. Nếu tôi đau khổ một chút thì đâu có sao. Tôi cũng giống như mọi người khác. Nếu không khổ cái này, tôi sẽ khổ cái khác, hiểu không? Theo tôi, chuyện đó là chuyện ngụ ngôn. Hiểu không? Không phải luôn như vậy đâu. Đôi khi thôi, khi nghiệp chướng đến, hoặc những người ở quanh tôi đang phải chịu nghiệp chướng nặng nề nhất, thì loại từ trường đó sẽ xuất hiện. Lúc đó ta cần phải bảo vệ chính mình. Dĩ nhiên tôi cũng phải bảo vệ bản thân, nếu không, ai bảo vệ tôi được? Nếu mình không tự bảo vệ mình thì ai sẽ bảo vệ mình đây? Không sao đâu, tôi còn có chó mà. Đúng vậy, đôi khi tôi phải mang 2-3 chú chó đến hang động. Lúc đó họ hiểu và rất ngoan. Có gì đâu, chắc là sẽ có chuyện xảy ra, nhưng chó của tôi sẽ bảo vệ tôi. Bình thường, chó có chỗ riêng của họ. Nhưng đôi khi tôi mang họ theo, bởi vì tôi rất thương họ và tôi muốn ngủ chung với họ. Tôi mang họ theo để bầu bạn và được bảo vệ. Thời xưa, vào thời Nghiêu Thuấn, người dân không cần phải khóa cửa. Tuy nhiên, đối với Minh Sư, bất cứ thời đại nào, khóa cửa vẫn an toàn hơn. Đối phương không phải chỉ đến từ người ngoài, mà còn từ người trong nhà nữa, hiểu không? Đôi khi ma quỷ tóm lấy họ để chống lại tôi. Cho nên mặc dù là người tu hành, chúng ta cũng cần có tâm lý chuẩn bị, rồi mọi việc sẽ an ổn. Tôi nghĩ đây là chuyện ngụ ngôn. Ngụ ý rằng, con người chúng ta, mặc dù bị thế giới ô nhiễm, bị xã hội ảnh hưởng, đôi khi thân khẩu ý của chúng ta không thanh tịnh, nhưng bản tính của chúng ta luôn thiện lành. Do đó, Minh Sư vẫn đến đây và dạy chúng ta cách tự cứu mình. Chúng ta sẽ bỏ được những thói xấu, tiêu trừ được nghiệp chướng của mình. Rồi từ đó chúng ta sẽ an ổn như vậy đó. Con rắn trong câu chuyện tượng trưng cho ma quỷ, ma vương, hoặc lực lượng phủ định. Dường như là vậy. Đa số chúng ta bị lực lượng của ma vương khống chế. Cho nên nếu không tu hành sẽ không có cách nào thoát được đâu. Trên đời này có quá nhiều áp lực. Dù có công việc hay không, dù có lập gia đình hay không, mọi người cũng khó mà sinh tồn. Đôi khi chúng ta chỉ sống qua ngày. Lúc bận rộn, chúng ta quên một chút. Lúc rỗi rãi, chúng ta mới nghĩ thế giới này đau khổ biết dường nào. Khi nghĩ đến loài vật, chúng ta cũng chịu không nổi. Họ thật đáng thương. Ở một số nơi trên thế giới này, con người chịu khổ rất nhiều. Tôi tưởng mắt cô bị sao đó. Tôi hỏi bởi vì tôi có thuốc nhỏ mắt. Ngày nào tôi cũng dùng. Nếu không dùng thì ánh đèn làm mắt tôi rất khó chịu. Nếu cả thế giới đều ăn chay thì hay biết mấy ạ? Nếu cả thế giới đều ăn chay thì hay biết mấy? Tôi đồng ý. Nói rất đúng. Bà lão thật thông minh. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi là nhà tư vấn của quý vị cho nên tôi hiểu rõ quý vị. Nhưng họ không nghe quý vị đâu. Đó mới là vấn đề. Tôi sẽ ra ngoài bảo họ hãy lắng nghe lời trí huệ của quý vị. Thật tuyệt. Thật đơn giản như vậy. Chỉ cần ăn thuần chay là được rồi. Nhưng lại không chịu ăn. Chúng ta có thể quen dần với việc không ăn thịt. Cho dù không quen khi nghĩ đến nỗi đau đớn của loài vật, chúng ta cũng không muốn ăn thịt, phải không? Trước đây chúng ta không biết điều đó vì mù quáng và quá bận rộn, không thể nghĩ đến được. Không ai bảo hoặc nhắc nhở mình. Bây giờ biết hết rồi, thì làm sao dám ăn thịt nữa, đúng không? Dạ đúng, không muốn nữa, nghĩ đến loài vật phải chịu đau đớn. Lòng mình đã tan nát rồi, huống chi là ăn thịt, phải không?
Dạ đúng, khi nghĩ đến rào cũng biết lo sợ, tôi cũng không dám ăn. Tôi không muốn ăn, hiểu không? Đừng nói chi là ăn thịt. Cho dù có muốn tôi cũng không ăn, hiểu không? Chúng ta có quá nhiều loại thức ăn, tại sao phải ăn loài vật nữa chứ? Họ thật đáng thương. Nào, những nhân vật trong truyện này tượng trưng cho lực lượng khẳng định và phủ định. Nhất định là vậy. Làm gì có loại rắn như thế? Thật khủng khiếp. Nhưng lực lượng phủ định thật sự hung ác như vậy. Cho dù lực lượng này không hại con người về mặt thể chất và nuốt chửng họ, nhưng nó làm hại tinh thần của họ, phải không? Áp đặt lên họ, làm họ không chịu nổi và thật thống khổ. Đôi khi tu hành rất khó khăn, phải không? Dạ phải. Có rất nhiều trở ngại. Người nào không tu còn khổ hơn nữa, và họ không biết nói với ai, hiểu không? Do đó, cho dù lực lượng phủ định không nuốt chửng con người, nhưng nó vẫn làm hại tinh thần, tâm trí và cảm xúc của họ. Đôi khi áp lực tinh thần cũng giống như thân thể bị đọa đài, có khi còn tệ hơn cả sự đau đớn về thể chất. Mắt cô cũng khó chịu hả? Đừng dụi nhiều quá, nếu không sẽ bị khô đó. Có thuốc nhỏ mắt ở đây không? Có lẽ có. Lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ này như thế này, chắc có chuẩn bị chứ hả? Nếu mắt bị khô thì đi hỏi xin một lọ nhé. Loại nhỏ đó, dùng xong thì vứt đi. Có ai cần không? Không. Có phải bác nói là bác bằng tuổi tôi không? Dạ vâng, con tuổi Dần. Trông bác đẹp lắm. Thật xinh đẹp. Có lẽ bác có hôn nhân tốt đẹp và đời sống thoải mái. Bác kia cũng thế, có khi vui, có khi buồn, nhưng trong mắt ấy cũng đẹp. Bà xã bác có đây không? Thưa có. Bà ấy đâu? Giơ tay lên tôi xem. Tại sao lắm lúc lại không hòa thuận với bác ấy? Bác ấy là một người chồng tốt như thế. Có phải là do cá tính không? Dạ là do cá tính. Nhưng bây giờ theo sư phụ tu hành, tính cách của ông ấy đã cải thiện. Trước kia không tốt phải không? Trước kia đầu óc ông ấy hơi thủ cựu. Bác ấy già rồi mà, dĩ nhiên đầu óc cũng già đi chứ. Được rồi, hai người đã sống cho tới bây giờ là được lắm rồi. Cha mẹ tôi cũng vậy. Khi gặp lại cha tôi vào lúc đó, ông ấy đã 70, gần 80 tuổi rồi. Tuy vậy, vẫn bám riết mẹ tôi đến mức như vậy đó. Mẹ tôi nói với tôi, cha con không để mẹ đi đâu được. Nếu đi đâu đó vài ngày là ông hỏi, chừng nào bà về? Càng già càng thương nhau hơn, lạ thật. Sống chung với nhau lâu dài, quý vị sẽ trở thành đôi bạn thân nhất. Hai bác lấy nhau được bao lâu rồi? Thưa gần 50 năm. 50 năm. Vậy đó là hôn nhân kim cương hay là gì? Dạ là hôn nhân vàng. Hôn nhân vàng à? Dạ phải, hôn nhân giống như vàng hả? Dạ, chưa tới hôn nhân kim cương hả? Dạ, 60 năm mới là hôn nhân kim cương. 60 năm là kim cương. Kim cương đúng rồi. Sau 10 năm nữa, hai quý vị sẽ trở thành kim cương. Ok, còn bác có gia đình bao lâu rồi? Dạ 33 năm. Cũng lâu rồi ha. Còn ai khác lấy nhau được 50 năm rồi không? Bác cũng vậy hả? Cũng 50 năm hả? Dạ 50 năm. 50 năm, thật kiên nhẫn vô cùng ha. Xứng đáng được giải hòa bình. Nào nói quý vị hay, nên trao giải thưởng cho những ai lấy nhau được 50 năm, 60 năm. Chứng tỏ là sức chịu đựng của họ giống như vàng. Thảo nào người ta gọi đó là hôn nhân vàng hoặc kim cương. Quý vị phải bền bỉ cho tới mức độ đó. Làm sao có thể sống với một người lâu như thế? Có thể nào không? Có thể hả? Chỉ có hai người thì dễ làm mọi điều và thích ứng với nhau hơn. Nếu có quá nhiều người thì lắm lúc rất mệt.
Được rồi, tốt lắm. Không phải là không khí ở trên mặt đất. Nếu không có đất và đại dương hấp thụ khí độc, chúng ta đã chết từ lâu rồi. Thế giới của chúng ta đã tiêu tùng từ lâu rồi. Có rất nhiều khí độc từ bom nguyên tử, tháng khí thải. Khí thải từ xe cộ nhiều lắm, hiểu không? Cũng có những hóa chất nông nghiệp độc hại được dùng khi canh tác đất đai. Càng dùng như thế thì đất càng bị hư hại. Không có dưỡng chất, không tự nhiên mà. Rồi phân bón hóa học sẽ làm hại đất đai. Cho nên thế giới chúng ta có quá nhiều khí độc và những chất độc hại. Những gì chúng ta ăn đều không bổ dưỡng hay sạch sẽ cho lắm. Không bổ dưỡng gì mấy cho cơ thể của chúng ta. Ngay cả rau cũng có độc tố trong đó. Thậm chí nước giải khát và nước uống cũng có độc tố trong đó. Rất nhiều độc tố. Tháng khí thải hoặc phân động vật. Thải vào nguồn nước. Chúng thấm qua đất, rồi làm ô nhiễm nước. Chúng thấm từ từ vào nước, và chúng ta uống vào. Bởi vì nước quá độc và không sạch, cho nên dùng nhiều hóa chất để khử trùng. Và như vậy, nước lại càng có thêm nhiều hóa chất hơn nữa. Đó là lý do tuổi thọ của con người ngày càng ngắn đi. Và ngày càng có nhiều phòng điều trị và bệnh viện. Càng nhiều thịt, thức ăn và thức uống thì càng có nhiều người bệnh. Chúng ta thật đáng thương, nói quý vị hay. Chúng ta không những bị ma vương áp bức, mà thậm chí còn không giữ cho cơ thể tốt được. Mà đó là công cụ cho chúng ta tu hành. Chúng ta không cố ý làm hư nó, nhưng sự việc cứ xảy ra như vậy. Mọi thứ xung quanh đều làm hại cơ thể chúng ta. Tôi không biết đến khi nào thì con người thế gian mới thức tỉnh. Nếu không thức tỉnh thì cho dù không có hâm nóng toàn cầu, đời sống chúng ta cũng dần dần trở nên tệ hơn và thân thể trở nên yếu đuối hơn, hiểu không? Chúng ta bị bệnh vì ăn những thực phẩm không lành mạnh và uống nước có độc tố, chứa nhiều hóa chất. Rồi chúng ta bị bệnh, rồi đi bệnh viện thường xuyên, phải uống thuốc men, kháng sinh và hóa chất nhiều hơn nữa. Chúng ta quá bận rộn, không tự cứu mình được, hiểu không? Không kháng cự được. Quý vị thì đỡ hơn vì có tu hành, đúng không? Chúng ta có lực lượng tâm linh bên trong để bảo vệ mình đôi chút. Người ngoài phải thường xuyên đi bệnh viện, hiểu không? Ăn càng nhiều càng đi bệnh viện thường xuyên hơn. Họ thật đáng thương. Cho nên quý vị phải nương vào công đức của mình ha. Bằng không, thế giới này không cho chúng ta điều gì tốt đẹp cả. Mọi thứ đều có hại cho mình. Về mặt thể chất lẫn tinh thần, nếu thân thể không khỏe thì làm sao tinh thần khỏe được? Nếu lúc nào cũng cảm thấy uể oải, thì quý vị không thể tập trung vào việc tu hành. Suốt ngày bị hệ thống này khống chế. Phải làm việc 8 đến 10 tiếng một ngày, nếu không sẽ không sống được. Rồi sau khi tan ca về nhà quá mệt mỏi. Cho dù thức ăn độc hại, nhưng quý vị phải ăn bởi vì đói. Nếu không ăn sẽ chết ngay. Nếu ăn thì sẽ chết từ từ. Thật không còn lựa chọn nào khác. Con người thật đáng thương. Rồi loài vật cũng bị liên lụy theo. Thật vô cùng đáng thương. Do đó nếu vợ chồng cãi nhau hoặc quan hệ mẹ con không tốt, thì không nhất thiết là do nghiệp chướng đâu. Có thể là độc tố khiến người ta nổi điên lên. Ăn loại thức ăn đó khiến tinh thần con người sa sút. Bệnh tật thật sự là như vậy. Thật đáng thương. Quý vị tự bảo vệ mình nhiều hơn là được rồi, hiểu không? Ngoài việc tu hành nhiều hơn, không còn cách nào khác. Tôi không biết nói với quý vị điều nào khác hơn nữa, thật vậy, không có lựa chọn nào khác. Trừ phi cả thế giới ngưng làm hại địa cầu.
và áp dụng phương pháp trồng trọt tự nhiên. Rồi địa cầu sẽ phục hồi và ngày càng trở nên tốt hơn. Cây cối sẽ mọc trở lại. Nếu chúng ta ngừng làm ô nhiễm đất đai, thì đất sẽ tự hồi phục. Khi công đức của chúng ta càng nhiều, bầu không khí của địa cầu sẽ trở nên vui tươi hơn. Mọi người tiếp tục thiền nha. Ta đi về phòng mình đây. Ok. Gia đều. Nhiều bánh kẹo quá. Ta nên cho ai đây? Phải rồi, cho người già ha. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn ngài, cảm ơn sư phụ. Chúng ta có phước báo khác nhau. Một số người có phước báo về tài sản. Một số có phước báo về hôn nhân. Một số có phước báo về tu hành. Cảm ơn sư phụ. Thượng lộ bình an nhé. Thượng lộ bình an. Cảm ơn sư phụ. Xin sư phụ bảo trọng. Quý vị cũng bảo trọng nhé. Cảm ơn sư phụ. Xin sư phụ bảo trọng. Chúc sư phụ trẻ đẹp mãi, tạo đầy sức sống và khỏe mạnh mà. Chúng con luôn thương sư phụ. Cảm ơn quý vị. Xin chúc sư phụ luôn khỏe mạnh. Xin hẹn gặp lại sư phụ.